Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ghi nhận từ báo Lao động, vừa qua trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, một chiếc xe tải đang di chuyển thì bị mất lái, tông vào đuôi xe tải chạy phía trước. Chiếc xe tải bị tông không làm chủ tay lái, tiếp tục tông vào người đang đi đường. Hậu quả khiến 3 người đi đường tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, một xe tải mang biển số Bình Định chạy trên quốc lộ 1A hướng Nam Bắc. Khi chạy đến địa phận thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, đoạn gần trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, húc mạnh vào đuôi xe tải khác chạy phía trước. Sau khi bị tông bất ngờ phía sau, chiếc xe tải thứ hai đã mất lái, cán vào hai người đi xe đạp điện. Một phụ nữ và trẻ em 12 tuổi đang qua đường và một người đi xe máy cùng chiều. Hậu quả, 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Xe máy và xe đạp điện sau khi bị xe tải cán qua đã biến dạng hoàn toàn. Báo Người Lao Động thông tin, vào rạng sáng ngày 30 tháng 9, xe khách Thành Bưởi biển số 50F00483 chạy trên quốc lộ 20 hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đi qua xã Phú Vinh, xe khách xảy ra va chạm với xe ô tô 16 chỗ chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 4 người chết, 5 người bị thương. Bước đầu ghi nhận có 4 người tử vong tại chỗ, 3 nam, 1 nữ. Liên quan đến vụ tai nạn khiến hàng chục người thương vong xảy ra giữa xe khách và xe ô tô 16 chỗ lúc rạng sáng tại Đồng Nai, tài xế xe khách giường nằm hiện đang bị Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đã tạm giữ để tiếp tục điều tra liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng. Được biết xe khách giường nằm thuộc nhà xe Thành Bưởi, vụ va chạm giao thông vào lúc rạng sáng giữa hai ô tô đã khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương nặng. Cập nhật cho tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, trích xuất camera nhà dân, làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu đang được điều tra, tuy nhiên theo phân tích của các chuyên gia, rất có thể lái xe đã rơi vào điểm mù khi hai xe đi ngược chiều do đèn pha quá sáng, hoặc thậm chí nguyên nhân do lái xe buồn ngủ cũng không loại trừ. Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là phân tích mang tính phỏng đoán, kết luận cuối cùng vẫn đang chờ từ phía cơ quan chức năng công bố. Thông tin thêm từ vụ tai nạn cho biết, liên quan đến vụ va chạm giữa hai xe ô tô khiến các phương tiện liên quan biến dạng, các nạn nhân trong vụ tông xe hiện đang có 4 người được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, một nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Định Quán, trong đó có ca nguy kịch. Ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô khách dựng nằm Thành Bưởi bị hư hỏng nặng phần đầu. Nguồn tin từ một tài xế khác tại hiện trường cho biết, xe Thành Bưởi trước khi tông trực diện vào xe ô tô 16 chỗ, gây hậu quả nghiêm trọng thì đã va chạm với một xe tải khác. Cơ quan chức năng cho biết, do tất cả đều là hành khách từ địa phương khác di chuyển ngang qua Đồng Nai, nên lực lượng chức năng hiện vẫn đang xác minh danh tính. Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, một xe khách dừng nằm loại 52 chỗ, chở theo 32 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 20, hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến km 48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xe khách dừng nằm vượt bên trái một xe tải do anh Hoàng Đăng Tuấn, 28 tuổi đi cùng chiều phía trước. Tuy nhiên, tài xế xe dừng nằm không đảm bảo khi vượt, dẫn đến đầu xe dừng nằm bên phải đâm vào phía sau bên trái của xe tải. Sau đó, xe khách lấn qua phần đường ngược lại và đâm trực diện vào xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 86B01575 do anh NVC, tên viết tắt điều khiển, chở theo 8 hành khách. Vụ va chạm khiến 4 người tử vong và 5 người khác bị thương. Cú tông mạnh khiến xe 16 chỗ biến dạng nặng, túi khí phía trước bung toàn bộ, xe khách giường nằm cũng hư hỏng nặng. Sau khi va chạm, chiếc xe khách giường nằm lao vào bên đường. Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai, Nạo Thiên Anh Minh cho biết đã cùng lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cũng đã đến hiện trường kiểm tra vụ việc. Hiện đang đề nghị Ban An toàn Giao thông huyện Định Quán báo cáo nhanh thông tin với quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia. Theo thông tin từ báo tin tức, ngày 30 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết đang nỗ lực cứu chữa cho 4 nạn nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20, làm 4 người tử vong. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 30 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận 4 nạn nhân từ tuyến dưới với tình trạng đa chấn thương. Trong đó, 3 ca sốc mất máu, tiên lượng rất nặng, các còn lại bị đa chấn thương, tình trạng tạm ổn. Cụ thể, bà Phạm Thị Mót, 45 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận,
vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Chị Bùi Thị Thu Huyền, 18 tuổi, con bà Mót, nhập viện với tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn. Bà Giang Thị Ba, 64 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, nhập viện với tình trạng tỉnh, suy hô hấp, sốc mất máu. Anh Lê Cảnh Thiện, 30 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu. Ngay khi các nạn nhân nhập viện, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã huy động hàng loạt bác sĩ điều dưỡng tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hai bệnh nhân đã chuyển phòng mổ, phẫu thuật cầm máu và hồi sức hậu phẫu. Một bệnh nhân tiếp tục hồi sức tại khoa cấp cứu, một trường hợp ổn. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, trong số 4 bệnh nhân có 2 ca tiên lượng khả quan, 2 trường hợp còn lại tiên lượng rất xấu. Các bác sĩ trong bệnh viện vẫn đang nỗ lực cứu chữa. Cụ thể, bà Phạm Thị Mót đã cải thiện tri giác, hiện đang tiếp tục truyền các thành phần máu, dùng thuốc vận mạch liều cao. Bà Giang Thị Ba đang phẫu thuật xử lý vết thương gãy cẳng chân phải. Sáng ngày 13 tháng 8, đoàn công tác Trung ương do ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường và làm việc với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Gia Lai về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Bức, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người tử vong, ghi nhận của báo Dân Việt. Theo Công an huyện Chư Bức, tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8. Lúc này, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 81H02760 do Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bức điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk, Gia Lai. Khi đến km 1646+500 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Tao Cho, xã La Hờ Rú, thì xe ô tô tải này vượt xe ô tô con mang biển kiểm soát 81H00470 do ông Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi, trú tại phường La Crinh, thành phố Pleiku điều khiển cùng chiều phía trước. Quá trình vượt xe con, thấy có xe tải ở làn đường ngược lại nên tài xế Bình đánh lái sang phải, tông vào đuôi xe con, làm cho tài xế xe con mất kiểm soát đánh lái sang làn đường bên trái. Lúc này tài xế Bình không dừng lại mà đánh lái sang trái, tiếp tục tông vào xe con một lần nữa, đẩy xe con sang làn đường bên trái. Cùng thời điểm, xe tải biển kiểm soát 47C26306 do anh Nguyễn Tấn Sôn, trú bản Pơn Đa Rang, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk điều khiển ở chiều ngược lại đã đập thắng, nhưng do quán tính xe không thể dừng lại mà tông vào xe ô tô con biển kiểm soát 81A00470. Hậu quả, 3 người ngồi trên xe con gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, 48 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tiền đạo Paulo Madeira Oliveira, 27 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha, bác sĩ Đào Trọng Trí, 31 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, đều là thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tử vong tại chỗ. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị gãy 2 xương sườn bên trái và 1 xương đòn phải, đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong ban đầu của ông Dương Minh Ninh và anh Paulo Madeira Oliveira bị chấn thương sọ não, anh Đào Trọng Trí bị chấn thương ngực kín. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.